Ok, xin chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với giao án Draven Support của Taylor Rocky nhé. Ngọc bổ trợ không thể phù hợp hơn cho các AD Support, đó là Ngọc Ngư Kiếm để dồn đam nhanh nhất có thể. Vì máu và đất thắng giúp bạn chủ đường tốt hơn, thu thập nhãn cầu và thợ săn kho báu giúp bạn mạnh lên theo thời gian. Nhớ lấy hai bảng ngọc này nhé. Thứ tự nâng chiêu vẫn như bình thường, ưu tiên Q, E, W, E và đúng nè vào. Hai trang bị chiến phái đó là kiếm âm u bắt buộc phải có và dạ kiếm nếu bạn có thể lên. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn đầu game thì Draven rất là khỏe, các bạn hãy ưu tiên tấn công nhé. Hãy tận dụng sức mạnh của Draven để hạ gục địch sớm và giành lợi thế với nội tại kiếm thêm tiền ở trên người mình. Draven thì cần chơi chủ động, nhất là phải vai trò hỗ trợ cùng với át của mình tham gia câu điểm máu để các bạn thành lên level 2 sớm nhất có thể. Thời điểm khi bạn up cấp thì tùy chọn nâng W hoặc nâng E tùy theo tình huống nhé. Chỉ cần kẻ địch dùng khống chế thôi thì mạng sẽ nằm trong tay Draven. Hãy lùi về kêu gọi dừng nhanh sớm nếu có thể, gia tăng sức ép càng sớm càng tốt là mục tiêu hàng đầu của bạn trong giai đoạn này. Hãy đứng lên thật cao, thậm chí là chặn đầu lính khiến kẻ địch ao AXP. Bạn rất khỏe, hãy tự tin lên, dừng bạn ngay ở đây cơ mà, thoải mái mà đánh đi. Quả cầu tuyết nếu được tạo ra từ sớm, thêm tiền từ các lớp cắp trụ nên khoảng cách giữa bạn và kẻ địch càng ngày càng lớn. Không cần lo lắng về việc farm lính mà tích điểm nội tại nhé, hay sạc thoải mái nếu có cơ hội ăn mạng. Mà thậm chí thằng át là muốn ăn mạng của bạn thì cũng không chẳng được đấy. Vì đoạn đoạn này thì Draven khỏe hơn át rất là nhiều. Tiêu chí đối lượng Draven là giết hết chúng nó. Tuy vậy các bạn đừng quá ham ăn mạng nhé. Dù cái địch có yếu chăng nữa nhưng mà anh em nó đông thì các bạn vẫn cứ nằm thôi. Hãy đứng lên cao sau hẳn lính để việc farm lính lại cho át của mình nhé. Việc của bạn là người sức ghét với kẻ địch thôi. Luôn sẵn sàng cho dừng bạn ganh hoặc là bị phản ganh nhé. Nếu sau này Viego bị phản ganh chết nên là hai bạn phải lùi về ngay. Hãy dùng bản thân làm mồi nhử kể cả ác của bạn, lùi về vị trí an toàn trước nhé. Với cả boss yếu đuối mà nếu như dừng bên kia không quá xanh thì việc họa dồn chết một con Draven mới còn tốc biến và khiến phép thực sự nó rất là khó. Cái giá phải trả là bằng mạng sống của chính là dừng bạn. Thậm chí là tức pha này cũng suýt phải nằm xuống với Rammer đi hỗ trợ đảo từ trên top xuống. Giai đoạn mid game lúc này bạn hoàn thành tranh cho mình kiếm âm u nhớ nhé. Đừng thấy mình tranh quá mà quên đi vai trò của bạn. Bạn là hỗ trợ phải không? Chứ không phải ad đâu. Sau khi phá trụ đường dưới, hay ra đường dưới và kiểm soát tầm nhìn khu vực này. Với nội tại của kiếm u thì khá là dễ dàng. Lúc này bạn vẫn rất khỏe, hãy phối hợp với cùng đồng đội của mình để kiếm thêm mạng hạ gục nhé. Dù thế nào đi nữa hãy luôn đợi bạn hành động trước. Tất cả đã dồn vào cái bi sông ấy thì giúp bạn thoải mái mà xả đạn thôi. Rồi ăn nhiều bạn quá không tốt đâu. Lúc này thì hãy bố trí thằng ngắt xem bạn bài mạng, không là bị nó bị chửi nó rất là đấy.